Đây, về vị trí trung. Trung đoàn 263, sư đoàn 367. Đơn vị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị được lệnh cơ động toàn bộ quân số, vũ khí, khí tài và các phương tiện chuyên dụng vào vị trí tác chiến. Đây là một tình huống nằm trong kế hoạch hội thao được Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức với sự tham gia của các kíp chiến đấu của Tiểu đoàn Tên lửa Phòng không Spider thuộc các đơn vị Sư đoàn 361, Sư đoàn 367, Sư đoàn 377 với đề mục Tiểu đoàn nằm trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn, hiệp đồng với các lực lượng phòng không trong khu vực đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ mục tiêu được giao. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện chiến đấu thành 3 giai đoạn. Một là giai đoạn huấn luyện cơ bản phân đoạn đối với từng kíp xe đài, hai huấn luyện nâng cao, ba là huấn luyện ở tổng hợp để cho bộ đội rèn luyện ý chí bản lĩnh trong huấn luyện cũng như áp dụng vào thực tế sát nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị. Ngoài ra thì bản thân các đồng chí trong toàn tiểu đoàn kíp chiến đấu thì luôn tích cực tự học tự rèn để nắm bắt tính năng khí tài. Là một thành phần quan trọng trong lưới lửa phòng không, các tổ hợp tên lửa Spider với tính năng cơ động cao, hỏa lực mạnh có khả năng hạ gục các loại mục tiêu bay xâm phạm bầu trời Tổ quốc. Vì vậy, việc huấn luyện làm chủ khí tài này trong điều kiện thực chiến là một yêu cầu quan trọng của các đơn vị bộ đội tên lửa. Đòi hỏi phải có độ chính xác cao, hiệp đồng hết sức nhuần nhuyễn, áp dụng nhiều công nghệ thông tin và điều hành và làm chủ vũ khí khí tài hiện đại. Cái diễn tập chiến thuật năm nay nó có một cái khác so với các lần diễn tập của tên lửa Spider trước đây. Có hành quân, có thu hồi nhanh, triển khai nhanh trong điều kiện đêm tối và gần như thu hồi hết toàn bộ tổ hợp hành quân ban đêm. Thì căn cứ vào cái yêu cầu và cái nội dung hội thao thì chúng tôi đã lựa chọn cái kíp chiến đấu tinh gọn và tổ chức huấn luyện theo phương pháp là phải thuần thục ban ngày rồi bắt đầu mới huấn luyện đến ban đêm. Trong cái huấn luyện ngày, huấn luyện đêm thì chúng tôi đi sâu mà rèn các chỉ tiêu cá nhân để bộ đội thuần thục và tỉ mỉ trong cái vấn đề rèn các chỉ tiêu thành kỹ năng, kỹ xảo. Quân chủng Phòng không Không quân chú trọng vào 4 giai đoạn sẵn sàng chiến đấu, trong đó đặc biệt đề cao giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giai đoạn thực hành chiến đấu, tổ chức cơ động 100% lực lượng đến vị trí chiến đấu vào ban đêm. Để thực hành tốt ban đêm thì yêu cầu lại phải thành thục các tình huống ban ngày. Vì vậy, cường độ huấn luyện của bộ đội luôn ở mức cao. Trong cái bối cảnh hiện nay và đặc biệt là với cái đặc thù chiến đấu của bộ đội phòng không quân thì công tác hiệp đồng chiến đấu là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đấy. Nó tạo lên này, cái coi như là chiến đấu hiệp công, đồng và lập công tập thể. Thế chính vì vậy nên các kíp chiến đấu đã hiệp đồng với nhau rất là ăn ý và chặt chẽ, thế và tạo ra cái hiệu quả rất là cao. Trên cơ sở đó thì các kíp chiến đấu công chí đã phát huy hết này, được tính năng và tác dụng của vũ khí tài trong xử trí các tình huống cũng như trong các cái giai đoạn chiến đấu, và đó là cái cơ sở để chúng tôi đánh giá rằng các kíp chiến đấu công chí sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời. Được các đơn vị chuẩn bị chú đáo, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế diễn tập nên các nội dung diễn tập đều đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và khí tài trang bị. Đây cũng là dịp để Quân chủng Phòng không Không quân sát hạch toàn diện trình độ tác chiến của người chỉ huy, trình độ kíp chiến đấu, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác phối hợp hiệp đồng, công tác hậu cần, kỹ thuật. Từ đó giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, kinh nghiệm tác chiến, tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.